Sugirat sữa này hỗ trợ phục hồi sau phẫu thuật, nhân làm vết thương, bôi bột cơ thể, tăng cường miễn dịch. Đấy. Sữa này những bệnh nhân nào sau khi mổ đều phải dùng. Bác sĩ khi nào kê trong cái đơn này mình phải đi mua ngoài, mua hiệu thuốc chứ trong bệnh viện nó hiệu thuốc bệnh viện á. Đây có công dụng đây. Đó. Giá mình chưa biết giá bao nhiêu nữa. Mình một trời mua quên giá. Đây. Nó có cái hộp này trong này. Đấy. Nhưng ngoài hộp với vỏ giống nhau, không khác hết. Cái thành phần này. Đây là thực phẩm bổ sung. Trong này còn thì để mình sử dụng. Đây, nó có hướng dẫn sử dụng cụ thể, trẻ em bao nhiêu, người lớn bao nhiêu này. Đó, Bộ Y tế. Hộp sữa mình là dùng đây, có cái muỗng này. Nhưng muỗng là một muỗng lên 5 gram đấy. Đó. Đây, sữa bổ trong thực phẩm chức giống thực phẩm chức năng thôi chứ nó không có gì hết. Chúng bệnh nhân nào mổ xong đều phải uống cái loại này. Đấy, nhiều đó thôi.